Yeah, this man is kinda high in here. Yeah. Green Johnny is back, let's get him. Saigon T got my back. Boss boys in the building, 92 on the track, motherfuckers. This is my journey. Giờ sao, bây giờ bố láo rồi sao? Thằng rapper bị tụi mày tố cáo là tao. Giờ ta công nhận ta đã đi sai một nước cờ. Nhưng đéo sao thằng anh mày đã phun đổ từ trước giờ. Để mà làm con người thì rất khó. Có quá nhiều thằng nhỏ theo sao thật là chất chó. Đéo biết con cặc gì mà cứ nói như thông minh. Lại không chịu rap về cái như con cặc sao người ta không khinh. Me and my team will get hot again. Knock me down, I'm gonna rise again. Bước ra khỏi chỗ này khi tụi tao đang hút cần. Rồi chút giận, để con mày tụi mày cứ được thì rút gần. Feel with thing, man I'm hot as fuck. Đừng là chờ chứ để cần hỏi what's up. Đóng phần và skill của mày là đồ ăn cắp. Trình độ của thằng ông nội mày chưa bao giờ xuống cấp. Let's go, go, yeah, đủ má tụi mày, đủ má tụi mày, let's go, go, đủ má tụi mày, đủ má tụi mày, từ thằng lớn tới thằng nhỏ, đủ má tụi mày, từ thằng mập tới thằng ốm, đủ má tụi mày, tới mấy thằng có tiền mà ngu, đủ má tụi mày, nói chung là tao chửi hết, đủ má tụi mày, let's go, go, đủ má tụi mày, đủ má tụi mày, let's go, go, đủ má tụi mày, đủ má tụi mày, nói chung là tao chửi hết, đủ má tụi mày, tới mấy thằng có tiền mà ngu, đủ má tụi mày, từ thằng mập tới thằng ốm, đủ má tụi mày, từ thằng lớn tới thằng nhỏ, đủ má tụi mày. Chú ý một tí, tao đang đốt cần cùng vài thằng trong băng. Tránh xa bỏ bố về xa trời khi mà muốn đầu mày phải cuốn băng. Hay mà muốn làm căng bịt mẹ tụi mày. Lao vào đêm mà trên đời sao đời số thằng nào sẽ thăng. Cảnh cáo ngổ ngáo bố mày đéo nói nhiều mà lằng nhằng. Lăng xăng mấy thằng giành biến nhanh. Hay mày tất cả đại để bố cho mày mà thẳng cẳng. Dắt sao đường tao lên là quân bài của trong giấy báo. Và khi mắt tao đỏ lúc tao đéo quan tâm mày là thằng lồn nào. Sức láo bật tao bố mày chốt cho lật mồm. Dân thường ở du côn từ thành phố đến nông thôn. Gặp bà tao quan tâm chúng mày đến làm ồn. Bởi vì bịt mẹ bỏ mày, tao bịt mẹ bỏ mày. Dù là trai hay gái tao bịt mẹ bỏ mày. Dù là già hay trẻ tao bịt mẹ bỏ mày. Nói chung là tao chơi hết địt mẹ bọn mày. Cần từ miền Bắc tán qua miền Nam, dân chơi đất cả phải đi đầu Việt Nam. Phi xe ra đường phố lên biển số 16. Ra đàn ga đi với bố con thứ khác của cháu. Quan tâm bảo hộ để bọn bố đeo ở chơi đâu cho đừng đỡ con đổ máu. Và tâm chế với cơ cắn sau gấm xả. Chờ thời cơ cho mày đi gặp ông bà. Bố mày nói mà ban đầu vẫn chưa thông à. Vậy thì địt mẹ bọn mày. Tao địt mẹ bọn mày. Đây là thời mà tao địt mẹ bọn mày. Tao địt mẹ bọn mày. Nếu quan tâm mày là thằng nào địt mẹ đúng mày. Đúng má tụi mày.